Lời đầu tiên, công ty trách nhiệm hữu hạn TTT Việt Nam xin gửi đến quý khách hàng, quý đối tác lời chào trân trọng nhất. Công ty trách nhiệm hữu hạn TTT Việt Nam với cái tên mang ý nghĩa tâm, tầm, tín, lấy khách hàng là trọng tâm. Với sự phát triển không ngừng nghỉ hiện nay, TTT Việt Nam luôn tự hào là một trong những công ty đi đầu trong việc đổi mới và ứng dụng giải pháp thi công mái nhà trọn gói ở Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn TTT Việt Nam chuyên thi công trọn gói hệ khung dàn thép siêu nhẹ, không rỉ lợp ngói. Ưu điểm chính của khung dàn thép sử dụng hệ thép cường độ cao được mạ tĩnh điện nhôm kẽm, liên kết bằng vít 100%, mang lại tính bền vững theo thời gian. Thi công theo bản vẽ đã được thiết kế và tính toán chính xác, tối ưu chi phí. Đội ngũ quản lý và đội thi công chuyên nghiệp đáp ứng tiến độ nhanh và chất lượng cam kết, giá thành hợp lý so với các sản phẩm truyền thống. Chính sách bảo hành chống rỉ lên đến 20 năm. Công ty trách nhiệm hữu hạn TTT Việt Nam đáp ứng nhanh tiến độ và chất lượng, cam kết sẽ đem đến quý khách hàng những sản phẩm dịch vụ với chất lượng tốt nhất. Sự ủng hộ của quý khách hàng chính là động lực để chúng tôi ngày càng hoàn thiện và tiếp tục vững bước trên những chặng đường tiếp theo. Mọi thông tin liên hệ hotline đang hiển thị trên màn hình để đặt hàng và được tư vấn tận tình, cụ thể. Công ty trách nhiệm hữu hạn TTT Việt Nam xin chào và hẹn gặp lại!